Bố à, năm nay con bận việc lắm, đi lại cũng xa nữa. Bố ăn Tết vui vẻ nhé. Xin giao tài liệu này. À, rồi, cảm ơn. Anh có thấy tập tài liệu đó không? Em đã đặt lên bàn anh rồi mà. Anh không có thấy trên bàn anh, em kiểm tra lại ngay tức nhanh lên ngày 23 được tháng là phải họp rồi. Dạ vâng, anh đợi em chút xíu nha. Em kiểm tra lại ngay tức cho anh nhá. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home.